Cái clip đó rồi giờ còn clip này nữa hả? Còn. Chưa đi, hết mà. Ơi, em chia sẻ bên phần mày đó thấy không? Hả? Thấy không bỏ cái đó chia sẻ qua không? Chia sẻ gì đó. Đâu chọc quá. Có hôm bữa thì giờ không có nói nữa, không có lên cho ai mổ xẻ hết trơn á, biết là bên kia cứ lên xe hết, mọi người sẽ xe hết cho mọi người luôn. Tới luôn mấy anh ơi, tới luôn mấy anh ơi. Để ví dụ như anh mấy anh ơi, mấy anh à. Rồi ai mà nhà vô thì tự phân tích kênh nó lên. Tới tới xe. Tới cái nhà. Mấy anh lên xe cái clip mà em nói gì ông đầu chọc có nha. Thấy không, tới chú. Nhớ không? Ông nói là ông đạo diễn hết thời đó chị ơi. Hết thời em làm á, em chia sẻ chị ơi. Em nhắn tin cái ông đạo diễn hết thời á. Long bỏ vlog á. Long. Là em có làm cái video nãy này. Đi có cùng với chị Lan đi coi có gì đâu. Dạ em người mai chụp cái đi coi. Ờ sao? Ê lâu quá mới gặp nhau nha. Chùa đó. Có đi coi không? Không, không biết nữa. Nếu mà ngày mai rảnh thì đi coi. Tới à cho xe vô. Ngày mai có lên tí anh đi nữa. Xin lên dạ, biết nữa, ngày mai coi thử lịch bay thử sao. Ngày mai hả? Dạ. Ủa? Ngày mai là 10, 21 rồi đó. Mai 21. Có. Lên tí. Nhớ coi phân bay nha. Ok ok. Mai chị đi nữa hả? Chứ mà mọi người cứ đi không? Ý là mai chị đi bay nữa hả? Ý là mọi người có đi không? Dạ có. Đầy đủ hết chị. Nhớ đi nha. Mai nhớ đi nha. Với chị Loan đó. Đu theo chị đi đi. Đi nha. Đi. Anh em rất là vui luôn khi có mà bằng đứa Hồng Loan mà đi đi là em vui lắm. Dạ em nghe chị Liên. Bây giờ đóng bếp là bây giờ vậy nè, chị ở đó đi rồi đi với tụi em luôn nha. Thì bây giờ tạ bao đi, tạ bao đi. Rồi chú ơi. Con chị Tăng có lên không? Không đủ. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ đóng cửa rồi thì bây giờ em đi ra sau kia. Cầm nó lên. Cầm quá trang. Chiếc cầm quá này. Dạ chị cầm lên tao đi cầm. Bé lên đây. Cảnh quá trang cái da đây sẽ là phá nhất đó ha. Còn cảnh đi anh hả? Tự làm cảnh. À 10 người nữa đúng không? 10 người nữa. 10 người. Chờ tí nữa con bóm nha, nó đây nữa. 100 mấy giờ, 100 mấy bên trong giờ. 162. Anh Sang ủng hộ Hồng Loan tới cùng luôn. Ủng hộ hết nhà luôn nha chị đi. Ủng hộ Hồng Loan tới cùng luôn. Ủng hộ chị đi luôn là hết nhà luôn. Đánh thương, đánh thương, tới bến luôn. Cả nhà, cả nhà anh với chị em trong team đi ăn tối. Không phải là con chó nha, đây là bếp bùm. Kêu một xe nữa mới đủ. Để taxi ra cho tới nè. Hai xe mới đủ. Trời ơi mấy ông nội vui tức quá trời. Vậy mà có người nói bây giờ vui tức giải tán hết rồi. Trời ơi đây là nè. Không ai còn ở số 24 trên 24 luôn. 24 trên 24. Vậy mà mọi người nói vui tức giải tán là tôi đâu có tin đâu. Hôm nay tôi lại tôi mới thấy sự thật. Mà coi tôi có bao nhiêu người. Ờ. Đây cái đóng người luôn. Dạ lắm. Quá trời ơi. Vậy mà nói là vui tức giải tán hết rồi. Cúp mới nữa nè. Ok. Bữa cảnh về nhớ chia sẻ cái YouTube Long Võ Vlog giùm mình nha. Dạ cảm ơn cái lâu ngoại trời. Long Võ Vlog nha. Lúc nào lên cũng có đồ đem về không con mới cho. Dạ mới gặp cái cảnh là con đi nha cả nhà. Rất là đẹp trai luôn. Đẹp trai dữ luôn. Tôi thấy tôi chóng mặt luôn. Còn nước ít. Còn nước ví dụ như
bụng không tiêu chảy cho bác. Chặt ra mấy chỗ dòng cây luôn á. Dạ. Ôi, trời. Mới lên video á, khán giả cho mình lệnh quá trời chỉ điểm luôn. Cái gì nữa cái gì? Khán giả vô nói vậy nè. Mấy đứa ơi. Em bỏ đồ em ra trong xe đi ha. Chị nè, cầm chứ cho nó nặng. Ờ. Sao không ai bác? Tại vì mình thấy cái đồng hồ chờ nè. Mà không thấy gì hết á. Chờ đi rồi. Gia đình của cô mốm à, không lắm. Cho bỏ anh Sang hả? Sao bỏ anh Sang ở lại? Bỏ anh Sang hả anh Sang? Chờ cái đã, lên mốm lên xe mới đi được. Chờ mốm lên hả? Trời ơi, nhiều quá. Chứ đi. Rồi cho anh tí bắt đầu lên xe. Ủa sáng đi hả? Sáng chờ. Ờ, chờ đó, để chờ anh mà. Chờ luôn đi. Quá trời quá đất đâu chú vậy. Đông lắm cả nhà. Anh đem cái áo bên kia lấy đồ đi. Rồi con đi với cậu Sang. Con đi với mẹ. Không, mẹ hết chỗ rồi. Thôi. Hết chỗ rồi, qua đây đi cậu Sang. Rồi tí rồi. Tí bên kia rồi. À, có chị bên Đài Loan cho mấy anh em YouTube mà trước ngày mỗi người đăng ký mà hoàn hàng chưa về kịp cho nên là mai mới nhận được. Vậy là anh em mình cũng có chị không biết tên khán giả đúng không? Dạ tên như gì đó cho các anh em là mỗi người 5 ký xoài đúng không? Đúng rồi, mai mới có. Thì bây giờ ngày mai nhận nha cả nhà. Ngày mai nhận đúng rồi. Hiện tại bây giờ anh Hải mới đi diễn việc của chú anh chị. Anh ngồi kế bên là anh Tiến nha. Tí nha cô chú anh chị. Đó, Tí tội nghiệp. Ừ. Đây là anh em mình nói chuyện cho. Đi. Anh em mình lại nói chuyện với anh Tí cho nè. Đó bây giờ qua. Anh Tí nè mọi người. Anh Tí đang hút thuốc nè. Gì đó, quay nữa hả? Quay nữa. Chưa đủ mà. Chưa đủ mà. Đang hút thuốc. Trời đâu sao anh đâu có xài tích gì đó. Dí tử bến. Đè đầu mà quay hoài ha. Nói chung là Tí rất là dễ thương cả nhà. Rất là dễ thương cả. Cho nên lúc nào cũng cảm ơn. Tí ngày mai mình đi diễn ngày mai đó. Anh biết là ngày mai diễn ở bên quận 6 á Tí. Mình có em chụp cảnh đây cả nhà. Có luôn hả? Người ta đồn ta nói bây giờ YouTube không ai thèm quay Hồng Loan nữa hết, nó cán bỏ đi hết rồi. Đó hiện tại bây giờ là rất là nhiều anh em luôn đó. Sẽ ở nhà xem đó đẹp quá trời luôn, mình quán cũng quá trời luôn nè. Rất là đông nha mọi người. Rất là đông luôn. Khuya lắm mà trên bên đây nè. Rồi Hương Sen nè, rồi Hương Sen nè, Hương Dương nè, Cô Bạch Tí nè. Nói chung là ai cảnh đếm thì thường. Cái cảnh có chia sẻ. Cảnh là anh muốn có chia sẻ gì cái câu chuyện của cái chị thủy quái với cái đòi gì với quê anh thủy cầu tiêu quá hả? Thủy cầu tiêu thì hiện tại nói chung là chị đó là chị đại quận tư. Chị đại quận tư cho nên là ai mà đụng tới chị là chị sẽ tìm tới nhà, chị tìm tới nhà anh, tìm tới nhà Võ Diệp Vân đồ này nọ rồi đó. Nhưng mà chị
tìm sao mà anh đang ở Sài Gòn mà chị không tìm ở Sài Gòn mà chị đi tìm xuống Cà Mau thì không có gặp. Rất là hy vọng một ngày nào đó được gặp chị tại quận 4 nha. Chị Thủy Cầu Tiêu ơi, chị có xem clip này á, chị bữa nào chị hẹn cho em cái hẹn ở Sài Gòn đi chị, chứ đi đâu về Cà Mau đi chi xa xui với chị. Chị Thủy Cầu Tiêu hiện tại YouTube rất là đông nha mọi người, người ta đòi là YouTube nản cả đi hết. Múa gì vậy cô? Dạ. Đi chơi, bữa nay đi kiếm lại à, chị em mình gặp giá trị không? Thẩm định đó, nhớ không? Nhớ lúc đó không? Đông quá, không nhớ đó chị. Tại vì bữa đó là rất là đông. Đông lắm. Bán về, bán cua ghẹ luôn quận 8 á. Gần bún bò của chành lần chành bồn rồi. Xịt ra ngoài cho nó sáng anh tao thua. Chành bồn thì bên quận 6, còn chị bên quận 5. Ủa nhưng mà bây giờ là bà lành rồi đó bà. Hả, à, ngay, ngay chân cầu nhiễn đường luôn á. Là quán mới của bà mới mở luôn đó. Ừ. Là gần chỗ chị luôn. 1516, Phạm Thế Hiển, quận 6 ghẹ bánh á. À, chị bán cua ghẹ luôn, chị của chị đúng không? Ừ. À. Chị ghé, chị muốn ăn mì, chị mua đồ ăn. Mua không? Ủa,